Dạ em chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Lê Thị Thu Hằng. Dạ, em ở phường Nhã Hiêu, phường Vĩnh Phú, phường Lá Hiêu. Em ở Bến Tre. Dạ. Vùng đông Bến Tre. Chị là ở Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ, em tìm con. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Nguyễn Minh Viên. Bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, 14 tuổi. Trời đất ơi, 14 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào đây? Dạ, ngày đêm 8 đây, tháng 8. Đêm, ngày mùng 8 tháng 8. Hôm nay là ngày mùng 10. Dạ. Vậy là 2 ngày trời rồi. Dạ, 2 ngày. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ, em có trình báo rồi. Bây giờ các anh công an và chú công an đang trên đường tìm kiếm. À, vậy là quá tuyệt vời rồi ha. Gia đình nhà mình có biết lý do vì sao con nhà mình bỏ đi không? Dạ, thật sự không biết. Cháu nó cũng chơi giỡn với mấy đứa bạn vui đùa vậy đó mà đi lúc nào cũng không ngay. Anh chị có la dày gì bé không? Không anh. Bé là còn đi học không anh chị? Dạ, nghỉ học rồi. Ôi trời đất ơi, 14 tuổi mà nghỉ học rồi hả? Dạ, mùa dịch đó rồi cô thầy giáo rồi cho nghỉ, gãy làm biến nghỉ luôn vậy, xin nghỉ đi học thôi, không đi nữa. Nghỉ học hay lớp mấy đây? Dạ, mới học lớp 6. Lớp 6 là nghỉ rồi hả? Dạ. Bé ở nhà bé làm công việc gì? À, ở nhà phụ buôn bán với mẹ vậy đó. À, nhà mình kinh doanh. Dạ. Nhà mình bán gì? Bán được quá. À, anh chị được mấy người con? Dạ. Được 3 người con. Bé này là con thứ mấy đây? Bé này con út. Trời đất ơi, út mà như vậy luôn hả? Dạ. Anh có thể chia sẻ cái sự việc con nhà mình 21 giờ bỏ đi như thế nào cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết để có cách có hướng giúp gia đình nhà mình tìm con. Bữa đó là nó xin cha mẹ cho qua bên mấy bạn chơi và đối diện nhà, nhưng mà cháu thì thấy cũng vẫn vui đùa với các bạn vậy đó, rồi cái nó đi mua trà sữa lên chút xíu lên trên đó rồi đi mua, sao mà hai đứa bạn về còn nó lại không thấy đó, cho nên em mới hỏi Quy đâu rồi. Hai đứa bạn nói sao con thấy Quy đâu mất tiêu rồi, là tá quả nhau đi tìm kiếm không thấy cháu. Trời đất ơi, hai bạn kia nhiều tuổi chưa anh? Cũng chắc bằng tuổi đó Quy ạ. Vậy là cỡ 14, 15 tuổi? Tầm 13, 14, 13, 14 tuổi. Dạ, anh hỏi kỹ hai bé chưa? Dạ, hỏi kỹ rồi, nhưng mà hai cháu chỉ nói là không biết không. Không có cung cấp thông tin gì? Dạ, không có. Mình có hỏi là đi mua trà sữa ở quán nào và tại sao mà con nhà mình mất tích và mất tích ở địa điểm nào? Dạ, quán trà sữa đó em cũng có lên rồi, nhưng mà nhà camera trích lại á, là camera không thấy, tại vì cọc xuống cho nên không thấy. Đó, rồi mà giờ hỏi ra hai cháu nói là không biết. Hai bé kia trả lời với anh là chỉ không biết. Chỉ không biết thôi. Cái này em thấy có gì đó bất thường rồi nhá. Dạ. Con nhà mình trước giờ đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Dạ chưa. Tính tình của con nhà mình như thế nào đây anh? Nó cũng giản dị lắm, cũng vui vẻ với bạn bè lắm. Có ngoan không? Dạ, cũng ngoan chứ không có đánh đổi mà lì. Theo như anh, lần này con nhà mình bỏ đi là do con nhà mình sắp xếp kế hoạch hay là đi ra đường gặp sự cố? Em cái này cho em nghĩ chắc sự cố hay sao anh ơi? Sự cố? Sự cố là theo như anh là sự cố gì? Chứ theo em nghĩ chắc quen bạn đồ trên mạng đó rồi rủ nhau đi làm việc lương cao đó, là chắc em nghĩ là như vậy. Đó không phải là sự cố mà đó là sắp xếp kế hoạch. Dạ. Còn sự cố là đi ra ngoài đường có thể là bị ABC chẳng hạn, vậy người này người kia thế này thế nọ. Dạ. Đó mới gọi là sự cố. Dạ. Còn nhà mình ở nhà là có bấm điện thoại nhiều không? Dạ, nó có chơi điện thoại. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chơi không anh? Ừ, có anh. Có bao giờ vợ chồng anh bất gặp được con nhà mình nói chuyện hoặc nhắn tin với người khác giới trên điện thoại không? Dạ, có một lần rồi em la rồi. Lâu chưa? Cái này cũng không mấy tháng. Đó là nam hay nữ? Là nam anh. Quê quán ở đâu? À, em cũng không biết, nhưng mà nghe cháu nói là đâu ở thành phố, nhưng mà em không biết ở đâu. Cái cách thức nói chuyện đó là gọi điện hay là nhắn tin? À, nhắn tin là nhiều. Có gọi điện ở đúng không ạ? À. Anh có nghe được không? Không nghe được. Có xem được tin nhắn không ạ? À, không được luôn. Vậy là mình không kiểm tra điện thoại con được hả? Nó càng khẩu không kiểm tra được. Không cho kiểm tra. Trời đất ơi. Còn lúc mà anh bắt gặp như vậy đó thì con nói gì, giải thích gì với anh?
chỉ là nó nhắn tin với mấy đứa bạn đối diện bên đường thôi. Nhắn tin là cái nội dung như thế nào đây? Em không mở coi được. Đây là một trong những cái lý do nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng con nhà mình bỏ nhà đi. Không riêng gì con của anh chị đâu mà rất nhiều các bé 13, 14, 15, 16 bỏ nhà đi. Và đặc biệt rằng các bậc làm cha làm mẹ không kiểm tra được điện thoại của con. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, nhiều cha mẹ thì bảo là cái quyền riêng tư của con, không muốn đụng tới. Thứ hai là con cái cài mật khẩu. Nhưng em xin phép, em xin được chia sẻ trong video này luôn. Rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn, đặc biệt cho con em mình chơi điện thoại khi con em nhà mình đang độ tuổi dưới vị thành niên. Làm ơn dùng cái kiểm tra điện thoại. Mình là cha mẹ nó mà. Mình nói nó phải nghe, chứ không có cái chuyện mà nó lý do lý cháu là quyền riêng tư hay là cài mật khẩu thế này thế kia. Mình là cha mẹ nó, mình dạy nó phải nghe, nói nó phải nghe. Chừng nào nó 18 tuổi, nó đủ tuổi trưởng thành, đủ lông đủ cánh, lúc đó là cuộc sống là của nó, là quyền công dân của nó. Còn bây giờ nó chưa đủ tuổi là phải được sự bao bọc của cha mẹ. Chứ không có cái chuyện mà cha mẹ nói đụng đến cái là thứ nhất là bỏ đi, thứ hai là nói xem điện thoại bảo là quyền riêng tư của con không được xem. Cái đó không đúng. Rất nhiều bậc cha mẹ về đây chia sẻ rằng không có đụng tới điện thoại của con vì đó là cái quyền tôn trọng con. Nhưng xin thưa, chính vì cái điều đó mà dẫn tới cái tình trạng mà các bé làm gì quen ai trên điện thoại và bị sập bẫy khi nào không hay, dẫn tới cái tình trạng con nhà mình bỏ nhà đi rất nhiều. Em đã cảnh báo rất nhiều, thật sự rất nhiều. Hầu như những video nào tìm con em cũng chia sẻ. Nhưng mà tiếc rằng là các bậc làm cha làm mẹ là xem nhưng mà không có áp dụng. Em cũng rất là buồn, thật sự rất buồn. Tiếp tục ngày hôm nay thì cái câu chuyện của anh chị. Vậy như theo như anh chị đang nghi ngờ rằng là theo như anh chị đang nghi ngờ rằng là con nhà mình có thể lần này là quen người trên mạng và bỏ đi. Đúng không ạ? Mình không biết được rõ được rằng là cái thanh niên kia tên là gì và ở đâu, đúng không ạ? Khổ quá khổ. Bữa giờ là hai ngày nay mình đi tìm con ở nơi nào rồi? Em nghe người ta nói gặp ở bên khu Việt Sinh. Khu Việt Sinh? Em kiếm nguyên đêm rồi, hồi đó bên Việt Sinh với 434 em không gặp. Mình tìm thì mình đi ngoài đường, bé ở trong nhà sao mình biết đây? Khổ quá. Anh chị đang lo sợ nhất điều gì đây? Em rất sợ là tại vì bé còn nhỏ quá, em sợ nó ra đường, em sợ là người ta bị người ta dụ, rồi nó nghe lời người ta, rồi em sợ người ta dẫn đi. Hiện nay cái tình trạng thứ nhất là các bé chưa đủ tuổi bị các đối tượng xấu rủ dê bỏ nhà đi. Và bọn chúng mục đích là vì tiền. Bọn chúng sẵn sàng đưa các bé vào những cái nơi làm việc nhạy cảm, đặc biệt là những quán giải trí trá hình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bọn chúng sẵn sàng bán các bé bằng những gọi là rất nhiều kiểu cách, rất nhiều con đường chui lậu các kiểu đi nước ngoài. Mục đích chính của bọn chúng là tiền. Nhưng mà tới giờ phút trường hợp gia đình nhà mình thì chưa biết cái tình trạng của bé như thế nào. Mong rằng là bé chỉ có thể là quen ai đó trên mạng, đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa với bé, vì một cái phút thích được tự do, thích được ra ngoài, thích vui chơi bên ngoài, thì mong rằng đó là cái điều tuyệt vời. Bởi vì tại sao em lại nói tuyệt vời? Tại vì đi theo mấy cái bạn đó thì anh em đội xỉn Thanh Hải cũng như cô chú anh chị chắc chắn sẽ tìm được. Còn sợ sập bẫy những cái người kia thì thật sự đó là cái điều hơi đáng tiếc ha. Khổ quá khổ. Thì vợ chồng em cũng mong như vậy. Anh là một người cha, anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con, tâm sự với con, để cho con xem được video này, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Xin phép mời anh. Không biết à. Được. Ba nghẹn lòng rồi, mẹ nói chuyện với con đi. Con về đi chứ mẹ, về đi mẹ tha lỗi cho con hết. Khổ quá khổ. Hy vọng con gái xem được video này, thấy cả ba cả mẹ và con lặn lội về đây nhờ các chú hiệp sĩ Bình Dương đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Hiện tại thì ba mẹ bỏ hết công ăn việc làm, lo lắng rất nhiều, đi tìm con khắp nơi.
mà chưa thấy tin tức của con ở đâu. Nên ba mẹ rất là lo lắng cho cái tình hình, thứ nhất là sự an toàn của con, và cái điều đặc biệt là sợ rằng là tuổi đời con còn rất nhỏ, mới 14 tuổi, sợ đi ra bên ngoài sẽ gặp những cái người không tốt, và đặc biệt những cái người không tốt thì sẽ làm những cái điều mà nguy hiểm tới bản thân của con. Nên mong rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Khổ ha. Trong những cái ngày gần đây là gia đình nhà mình chắc chắn rằng là không có la dày gì bé đúng không? Dạ. Bé thường thường ở nhà là bán tạp hóa là phụ mẹ thôi. Dạ. Là bé có biết tính tiền tính bạc không? Nó cũng dốt lắm. Nó không có biết tính tiền như người ta. Nhưng mình có hay la. Mình có nói rồi sao con ngu quá vậy mà bán con không phải biết, không phải tính chứ. Chứ mình bán mình về mất tiền của mẹ hết thì sao? Đừng nè, lần sau con về đừng có nói con ngu nha. Tuyệt đối cái từ đó nó em là người ngoài em nghe em khó chịu. Đúng không? Tất cả các bậc làm cha làm mẹ, thứ nhất, không so sánh con nhà mình với con người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tuyệt đối bỏ ngay lập tức cái câu chửi con ngu nha. Không được phép chửi con ngu nha, bởi vì bé đôi khi sẽ tổn thương đấy. Rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ cứ hay so sánh con nhà mình với con nhà người khác. Tại sao con nhà người ta làm được, con nhà người ta học giỏi như thế, con nhà người ta thế này thế nọ, mà mày dốt vậy, mày ngu vậy, mà mày không bằng nó. Đừng làm ơn, đừng so sánh như vậy, và đừng buông ra những lời nói tổn thương các con nha. Mình về mình cố gắng cái đó nha. Mình là cha mẹ thật nhưng mà mình đừng nói những cái từ đó. Mình phải dành những cái lời tốt đẹp nhất với con và chỉ dạy con đúng cách đúng hướng để sau này con có một cái cuộc sống tốt. Và hiện tại thì con bố mẹ mà hòa thuận, bố mẹ hãy xem con như là những người bạn, có thể là chia sẻ tâm sự với con, chỉ cho con cái này cái kia đúng đường đúng cách nhé, để con tiếp thu được và con cũng hài hòa hơn ha. Cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức lên đường đi truy tìm. Yeah. Đặc biệt là truy tìm theo như anh chị nghi ngờ là có cái người thanh niên nào đó dẫn đi. Yeah. Đúng không ạ? Anh em sẽ cố gắng hết sức. Thì những ai, đối tượng nào, thanh niên nào đang chứa chấp dụ bé đi, nếu không muốn dính líu tới pháp luật thì trong ngày hôm nay và ngày mai đưa bé về với gia đình thì gia đình mình sẽ bỏ qua. Yeah. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không đưa bé về trong hôm nay và ngày mai, khi nghe em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì gia đình nhà mình phải bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Yeah. Bởi vì bây giờ là các anh các chú các bác công an đã vào cuộc rồi, đã đi tìm rồi. Yeah. Thì mong rằng gia đình nhà mình là cố gắng hết sức nhá. Yeah. Nếu mà ngày hôm nay và ngày mai những ai đang chứa chấp bé là thả bé về với điều kiện chưa gây cái hậu quả với bé, thôi thì gia đình nhà mình hoan hỉ ha, mình bỏ qua. Yeah. Còn đã gây hậu quả với bé là tuyệt đối không bỏ qua, làm tới cùng nhé. Yeah. Anh chị còn điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chúng ta góp sức giúp gia đình nhà mình không? Dạ, hôm nay hai chồng anh đến nhà đội sĩ của nãy đây, cũng mong là đội sĩ của nãy và cộng đồng mạng bà con cô chú anh chị có gặp con ở đâu báo gì đâu. Cảm ơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để nghe đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được thông tin của bé cũng như giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất. Bởi vì cái tình trạng mà gia đình cũng như là anh em đang rất lo lắng, bé mới 14 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, chưa có đủ suy nghĩ chín chắn, và đặc biệt là bé chơi mạng xã hội cũng như là có thể là nghe theo lời ngon tiếng ngọt của các bạn trên các trang mạng xã hội dụ dỗ nên mới bỏ nhà đi. Thì anh em rất lo lắng nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức cùng với anh em để giúp gia đình của anh chị đang sớm tìm được con trở về một ngày gần nhất. Em không biết nói gì hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin gửi lời chúc tới gia đình nhà mình là nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất nhá. Yeah. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không ạ? Dạ, yeah, cảm đồng ý. Chị gái đồng ý không? Dạ, yeah, đồng ý. Ồ, gia đình nhà mình cố gắng nhé. Dạ. Yeah. Qua đây cuối video thì em cũng xin gửi lời cảnh giác tới tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ. Hãy quan tâm các con, hãy xem các con như là những người bạn. Hãy chia sẻ, hãy cảm nhận được cảm xúc của các con.
cũng như là cho các con tuổi đời chưa đủ tuổi trưởng thành chơi các trang mạng xã hội, chơi điện thoại, mình phải lưu ý một điều rằng là phải kiểm tra điện thoại của các con và khuyên nhủ, khuyên bảo các con. Cái tình trạng lừa đảo hiện nay, đặc biệt là việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội rất phức tạp. Thì mong rằng các quý bậc phụ huynh hãy truyền tải cho con em mình những cái điều tốt đẹp nhất, tránh các trường hợp là các con em mình sập bẫy, cũng như là bị những người không tốt dụ ngon dụ ngọt trên trang mạng xã hội rồi bỏ nhà đi, để rồi ba mẹ phải đi tìm, thì đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Dạ rồi, thì xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.